Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn về quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Đây còn có thể gọi là quyết định giao dự toán. Thì đầu năm, mỗi một đơn vị sẽ được cấp trên giao cho một dự toán về kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí đấy sao cho phù hợp. Và đến cuối năm thì sẽ phải thực hiện quyết toán dự toán kinh phí. Chúng ta cùng đi tìm hiểu dự toán ngân sách nhà nước là gì. Thì ở đây, dự toán ngân sách nhà nước là việc hoạch định nguồn thu và nhiệm vụ thu chi của ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Ngân sách nhà nước thì bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp trung ương. Còn ngân sách địa phương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương như là tỉnh, huyện, xã. Dự toán ngân sách nhà nước thì được lập định kỳ hàng năm. Căn cứ để lập được dự toán ngân sách nhà nước hàng năm là chúng ta phải căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại bình đẳng giới. Căn cứ thứ hai là nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan tổ chức khác ở trung ương, các cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương. Căn cứ thứ ba là quyết định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và chế độ thu ngân sách nhà nước, định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước. Căn cứ thứ tư là phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ thu chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung cân đối ngân sách của ngân sách cấp trên cấp cho ngân sách cấp dưới. Căn cứ thứ năm là văn bản pháp luật của các cấp cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau. Thứ sáu là kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước. Thứ bảy là căn cứ vào tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm trước. Thứ 8 là chúng ta căn cứ vào kiểm tra dự toán thu chi ngân sách thông báo cho các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. Đó là những căn cứ để chúng ta lập được dự toán. Và khi mà chúng ta lập được dự toán thì sẽ có những yêu cầu như thế nào? Căn cứ vào Điều 42 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định, yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm thì bao gồm yêu cầu thứ nhất là dự toán ngân sách nhà nước phải tổng hợp theo từng khoản thu, chi và cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ và viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách. Yêu cầu lập dự toán thứ hai là dự toán ngân sách của đơn vị dự toán ngân sách các cấp được lập phải thể hiện đầy đủ các khoản thu chi theo đúng biểu mẫu, thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Như vậy, các cơ quan tổ chức có trách nhiệm như thế nào khi mà lập dự toán nhà nước hàng năm? Thì chúng ta phải căn cứ vào Điều 45 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định trách nhiệm của các cơ quan đơn vị khi lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm như sau. Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực ở trung ương và địa phương phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cung cấp lập dự toán ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao phụ trách. Ví dụ như ở đây đơn vị của chúng ta là Trung tâm Tin học và Công nghệ trực thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương thì chúng ta được Bộ Công Thương giao dự toán. Tiếp theo là cơ quan tài chính các cấp ở địa phương xem xét dự toán ngân sách của các cơ quan tổ chức đơn vị cung cấp dự toán ngân sách địa phương cấp dưới chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan trong việc tổng hợp lập dự toán ngân sách địa phương
phương án phân bổ ngân sách cấp theo các chỉ tiêu quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 30 của luật này và báo cáo Ủy ban Nhân dân cung cấp. Ủy ban Nhân dân các cấp tổng hợp lập dự toán ngân sách địa phương, báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp xem xét cho ý kiến. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan theo quy định để tổng hợp lập dự toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ, đồng thời gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội để giám sát. Các cơ quan nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực ở trung ương và địa phương phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cung cấp lập dự toán ngân sách nhà nước theo ngành lĩnh vực được giao phụ trách. Bộ Tài chính xem xét dự toán ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan trong việc tổng hợp lập dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Chính phủ theo các nội dung quy định tại khoản 1 điều 47 luật ngân sách nhà nước năm 2015. Đó là tổ chức có trách nhiệm khi mà lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để có được cái quyết định về việc giao dự toán này. Và khi đơn vị nhận được quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước thì căn cứ vào quyết định cũng như là phụ lục, chúng ta sẽ hạch toán trên phần mềm PISA như sau. Các bạn vào phân hệ kho bạc, chọn nhận dự toán, tích vào nhận dự toán ở góc trên cùng bên trái hoặc là nhấn vào chữ thêm đều được. Ở đây chúng ta nhận dự toán đầu năm nên tôi chọn là nhận dự toán đầu năm. Còn nếu như trong năm mà có phát sinh bổ sung dự toán thì các bạn chọn là bổ sung. Và hạch toán thì chúng ta vẫn hạch toán như bình thường. Ngày quyết định ở đây là ngày 31 tháng 12 năm tài chính. Số quyết định 392, chương 16 và diễn giải các bạn ghi là nhận dự toán đầu năm. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày 2 tháng 1 năm tài chính. Nguồn ở đây thuộc nguồn ngân sách trung ương không tự chủ. Còn đối với đơn vị các bạn thuộc nguồn nào thì các bạn chọn đúng nguồn đó. Tài khoản nợ là 00822, dự toán chi không thường xuyên. Số tiền 6.746.000.000. Loại và khoản thì phần mềm tự động cập nhật do chúng ta khai báo thông tin đơn vị ngay từ ban đầu. Nên trong quá trình chúng ta hạch toán thì phần mềm tự cập nhật luôn. Nhóm mục chi ở đây là nhóm 4. Tài khoản ngân hàng kho bạc các bạn lựa chọn, sau đó chúng ta nhấn cất. Cất xong thì chúng ta nhấn đóng lại. Phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ kho bạc tab nhận dự toán. Nếu như các bạn hạch toán sai thì chúng ta click mở chứng từ vừa hạch toán ra, nhấn vào bỏ ghi và nhấn vào chữ sửa. Sửa thông tin xong đúng thì các bạn nhấn cất. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hạch toán nghiệp vụ nhận dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên phần mềm MISA Mimosa.